lấy của người giàu á chia cho người nghèo. Nhưng mà anh rất là buồn lắm, tại vì á anh cũng làm từ mồ hôi nước mắt chứ không phải là của cha mẹ để lại. Khi Nhật xin kính chào tất cả quý vị khán giả của Nhật và quý vị khán giả của anh Hiếu, những người đã mến mộ và yêu thương anh Hiếu. Ngày hôm nay là Nhật có một cái cơ duyên về một cái câu chuyện của gia đình anh Hiếu, và anh Hiếu hôm nay cũng tâm trạng cũng khá là buồn. Thì cái câu chuyện mà anh Hiếu nói sơ qua với Nhật đó, thì Nhật cảm thấy đây là một trong những cái câu chuyện mà em xin phép anh có thể là em sẽ chia sẻ cho cộng đồng mạng hiểu hơn về một cái giá trị tình người trong cuộc sống, cũng như là một cái sự lan tỏa. Thì mỗi gia đình đều có một cái khía cạnh và một cái góc cạnh, nên là không có phải hòa thập toàn thập mỹ được. Thì anh có thể là anh em mình hồi sáng có nói chuyện điện thoại, thì ngày hôm nay em xin phép anh một lần nữa có thể là em chia sẻ cái câu chuyện lên cộng đồng để cho người ta hiểu hơn một chút xíu về gia đình của mỗi người mỗi cảnh. Nhưng đâu đó nó có thể là gia đình của anh hoặc là gia đình của em có một cái gì đó nó giống như bao gia đình khác trong một cái góc độ thôi. Thì anh có thể là chia sẻ cho mọi người hiểu câu chuyện đó. Trước hết thì Hiếu xin kính chào quý diễn giả, kính chào toàn thể các anh chị em mà thương yêu Hiếu cũng như thương yêu Nhật. Hai anh em đã biết đến hai anh em. Đáng lý ra cái chuyện này á là cái chuyện của gia đình. Hiếu không có thể mà đem lên trên mạng mà nói, hà đem lên cộng đồng nói để chia sẻ. Tại vì mình chia sẻ là chia sẻ niềm vui thôi. Anh với em là toàn là những làm cái clip vui. Còn cái này câu chuyện cũng rất là bức xúc. Thì nó kéo dài ầm ĩ này là cũng phải là 2 năm mấy 3 năm rồi. Từ khi mà má anh dưới quê mất. Anh là con út. Nhưng mà anh quê ở đâu? Anh ở quê Gò Công, Tiền Giang. Là quê chính gốc của anh luôn. Quê đó. Anh sanh ra và lớn lên trên mảnh đất Gò Công, Tiền Giang. Thì ở thị xã Gò Công á. Thì cũng như á là nó kéo dài á làm anh rất là mệt mỏi. Tại vì á anh là con út là anh sống với má. Nhưng mà anh đi đi về về chứ không phải là nói là chung ở thành phố luôn, tuần nào anh cũng về hoặc 10 bữa nửa tháng, mà nếu mà anh không về thì anh cũng gửi đồ về cho má. Thì lên xuống thì đùng một cái á là má anh bị đột quỵ, má anh mất. Mất thì trong khi đó là còn nhà cửa đất đai là của bên nội để lại cho đó, thì má anh không có sang tên kịp. Rồi riêng cho là, anh coi như là bác ra đi đột ngột quá má hả? Má anh là ra đi đột ngột. Thì không có sang tên lại, thì cái giấy đó là còn má anh đứng tên. Trong khi đó má anh mất xong rồi thì mấy các anh chị á là mấy kiện ra tòa để thưa là chia di sản thừa kế. Thì vô tòa thưa thì khi một cái điều mà phát hiện ra rất rất là ngỡ ngàng, thì cái nhà của ông mới của ông Hà bà Mến á cất chồng qua miếng đất của má anh. Mà cho em hỏi cái, ví dụ như má anh mất đột ngột như vậy đó, thì tại sao nội bộ anh em mình không có thể là bàn tính lại với nhau? Không, em không có bàn tính được, tại vì trong anh em á là rạn nứt hết. Một người chịu, người không chịu. Có người là người ta nói là thằng Hiếu nó có 5-7 căn nhà ở Sài Gòn, nó đâu có cần cái này đâu. Cái này là giờ phải chia đều cho những anh em nghèo, lấy người giàu chia cho người nghèo. Đây là câu chuyện lấy người giàu chia người nghèo. Anh chị em của anh á là thường nói á là lấy người giàu, lấy của người giàu á chia cho người nghèo. Nhưng mà anh rất là buồn lắm, tại vì á anh cũng làm từ mồ hôi nước mắt chứ không phải là của cha mẹ để lại. Khi mà anh lên Sài Gòn rất là khó khăn luôn đó, mà anh em á nói chung là nó không có thương anh, mà anh lo cho anh em hết tất cả, cái gì anh cũng lo. Điện thoại á là điện thoại xin tiền, điện thoại xin cái này cái kia, chứ chưa bao giờ ví dụ dịch mà điện lên hỏi anh á khỏe không, mày trả chết chưa hay còn sống sao á. Thì anh bây giờ anh quay lại câu chuyện cái người mà cất á, cất lên cái miếng đất của anh là 189 mét vuông. Khi mà tòa án anh em mà đi chia thừa kế á thì mới yêu cầu tòa án á mà ra chia để mà chia đều cho 7 anh chị em. Thì khi phát hiện ra là cái nhà của người này cất lấn qua bên anh 189 mét vuông đất thổ quả. Có nghĩa là cái miếng đất á, em xin lỗi em cắt lời anh cái, có nghĩa là cái miếng đất mà má anh để lại là má anh hiện tại đang đứng tên, nhưng bác đã ra đi đột ngột. Đúng thì, rồi. Thì cái phần đất đó là đất của tổ tiên. Đáng quản lý ra cái nhà đó, nếu đúng ra cái nhà đó là cái, bây giờ anh có, tòa án có nói là nếu anh có 10 căn nhà đi chăng nữa mà cái nhà đó là để làm nhà từ đường. Anh cũng muốn để là căn nhà đó để mà khi anh em dỗ má anh, dỗ bà ngoại anh để tụ họp về, để ăn anh em làm đám giỗ rồi ăn uống vui chơi để tưởng nhớ, nhưng mà bây giờ không có được.
không có được. Thành ra anh cái Tết năm nay anh cũng không có về quê, là lý do là tại sao tất cả mọi người hỏi không về quê, về quê là sao? Anh buồn, anh không có muốn về quê. Anh cho em hỏi xíu là cái miếng đất của hiện tại là bà bác đang đứng tên mà ra đi đột ngột đó, miếng đất nó tổng diện tích nó là bao nhiêu anh? Của má anh còn nhiều lắm, đất nói chung là chia cho anh em hết rồi, nhưng mà của má anh còn tổng cộng á là ngay miếng đất đó là còn 1.300 mét vuông, cộng với cái nhà đang ở là 703 mét vuông. Nhưng mà cái nhà hàng xóm á nó cất lấn qua bên anh, nó là 189 mét đất thổ quả trên quốc lộ 50. Đây, em đang hỏi là có nghĩa là em đang hỏi tổng diện tích của cái miếng đất mà chia cho 7 người á là chia cho 7 người trong gia đình. 1.200 mét vuông. Là 1.200 mét vuông chia đúng cho 7 rồi. Người trong anh em. Mà chứ mọi người lại không có đồng ý là cái việc là mình sẽ không có đồng ý là để lại cho anh để làm nhà từ đường. Yeah. Nhưng mà anh vô tòa án á thì anh có, tại vì lên cứ mời hoài à, 23 tây tháng 3 này mời nữa nè, nhưng mà anh có nhờ luật sư á là làm một cái đơn là xin vắng mặt không tranh chấp di sản thừa kế. Thành ra tòa án á nó không có mời anh nữa, mà những cái gì lớn thì tòa án mới thông báo, gửi cái thông báo cho anh thôi, chứ tòa án không có gửi thư mời triệu tập. Chứ lúc trước là tòa án cứ triệu tập hoài. Thì từ cái việc mà mọi người lại không có đồng, anh em ruột không có đồng đều để mà chia cái tài sản đó, có người chịu người không chịu, giống viên cá nhân có người chịu. Có một số người là người ta để, người ta làm đơn luôn, người ta các anh em á, người ta làm đơn, người ta gửi vô tòa án là xin để lại cho anh hả? Căn nhà đó để cho Hiếu cái phần mà thừa hưởng của người ta ta cho lại anh. Còn một số người ta không chịu, thì ví dụ người ta nói á là anh có nhiều căn nhà ở Sài Gòn. Thì ví dụ như vậy, em hỏi hơi cá nhân chút xíu. Thì ví dụ như đây là một cái câu chuyện mà tình cảm anh em trong gia đình, thì Nhật muốn hỏi cho nó kỹ để mà cái sự lan tỏa này để mọi người có thể hiểu và nhìn nhận hơn. Thì trong cuộc sống mà đồng tiền nó luôn luôn đi liền khúc cuộc, mà đâu có ai nghĩ đến cái việc là tình cảm đâu. Tiền lúc nào nó không quan trọng, nhưng mà cái hậu nó là quan trọng hơn. Ví dụ như 1.200 mét vuông mà 7 người anh em đó, thì cái xác suất mà chắc là anh cũng đã nắm rồi đúng không? Cái xác suất mà 7 người đó thì ai sẽ là người đồng lòng là thay vì họ nhận được cái phần đó, họ không nhận nhưng họ nhường lại họ nhường lại cho anh, còn cái xác suất là bao nhiêu phần trăm? Ví dụ như giờ 7 người đi thì có thể 4 người người ta cho anh hết, còn 3 người người ta không chịu. Thì có nghĩa là nếu mà cái xác suất 60-40%, 60% là đã cùng về với hướng với anh để mà làm cái nhà từ đường để mà sau này làm dỗ quả ai ở cũng được hết trơn á. Anh nói là ai ở cũng được á, nhưng mà anh yêu không cầu được quyền sang bán. Không được quyền sang bán mà ở đó đi, rồi tiền điện tiền nước anh chịu hết hàng tháng. Anh chịu hàng tháng, anh cho một bao gạo 50 kg nếu ai ở đó. Rồi ai ở đó đốt nhang thờ cúng rồi anh chu cấp tiền cho tiền ăn luôn, chứ anh đâu có ở, tại vì giờ anh đang làm ở Sài Gòn mà anh đâu có ở. Còn bây giờ mới nhờ cái chia mà di sản đó, thừa kế đó, mới lòi ra được cái nhà hàng xóm á, nó cất lấn qua bên anh là 189 mét đất thổ cư. Mà em biết 189 mét đất thổ cư bây giờ ở dưới quốc lộ 50 giờ cỡ bao nhiêu tiền? Mặt tiền đường anh. Mặt tiền đường. Mặt tiền đường, nhưng mà mình lúc đó là nhà mặt mình... tiền đường, nhưng mà cái đường cũng như là cái anh quốc lộ 50, nhưng mà vô cái miếng đất đó là nằm ở trong cái đường đan, nhưng mà nó cũng rất là giá trị em. Giá trị lắm, bây giờ trong đó là cũng khoảng là 5 triệu đồng một mét vuông á. Nhưng mà cho em hỏi là khi mà cái miếng đất của mình nó nằm ở quốc lộ mà nó cách cái quốc lộ chắc không khoảng là vài trăm mét đúng không? Cái nhà anh á, nhà là cái diện tích nhà là 703 là nằm trên quốc lộ 50. Còn nói về mà cái thửa đất á, mà có một thửa 1.200 mét vuông là nó nằm phía trong đường lộ đan, cách nhà anh cũng phải 500 mét đi đây, vô. Đây em đang hỏi cái vấn đề là ở dưới quê cái miếng đất đó mình không có rào hay mình ở dưới quê mà đâu có rào, đâu có bao giờ làm hàng rào em. Mình thả vậy đó, người ta cất mạnh ai nấy cất. Có nghĩa là mình thả rong vậy luôn, rồi đúng cái rồi. Hai bên đất của mình với là đất của hàng xóm nó dính liền nhau. Bây giờ người ta cất cái nhà lên mà người ta cất phần nửa cái nhà người ta trồng lên miếng đất mình á. Em đang hỏi nè, có nghĩa là cái miếng đất của anh ở dưới quê anh không có rào, rồi sau đó là cái miếng đất kế bên cạnh của người ta là hai bên nó dính chùm, nó dính liền với nhau. Dính liền với nhau. Người ta cất lên thửa đất của mình. Rồi nhưng mà khi mẹ anh mất đột ngột như vậy mà ở dưới quê hiện tại cái ngôi nhà đó ai đang là người quản lý để mà đốt nhang thờ cúng? Anh là cái người quản lý đốt nhang thờ cúng dỗ quải anh về, nhưng anh nhờ nhỏ cháu dâu. Em đang nói hiện tại. Hiện tại nhà đóng cửa. Hiện tại nhà đóng cửa, không ai ở hết. Anh không em ai ở hết, chỉ nhờ nhỏ cháu dâu nấu tối nó qua nó mở đèn nó đốt nhang thôi. Anh em của anh thì sao? Có ở gần đó nhà không? Người nào cũng có nhà riêng hết trơn. Em đang hỏi cái câu chuyện để có ở gần nó rõ hơn. Ở gần, ở gần. Ở gần đó. Đúng rồi. Đến khi mà anh nói cái vấn đề là hàng xóm cất nhà lấn đất cái phần đất bên nhà má của anh, thì lúc đó những người anh em của anh ở đâu? Cũng ở gần gần đó, nhưng mà họ không biết, họ không quan tâm.
họ không quan tâm đến. Đúng rồi, họ không quan tâm đến. Từ từ em hỏi anh, họ không quan tâm đến đến khi mà đụng vô cái vấn đề mà chia sẻ chia gì phân chia tài sản á. Đúng rồi. Phân chia tài sản thừa kế á. Đúng. Thì họ lại nhúng tay vào cái việc đó. Khi mà tòa án ra mà đo đó, nhờ bên địa chính với tòa án đo mới lòi ra là cái miếng đất trong cái sổ đỏ, hồi xưa là gọi là sổ đỏ đó, là quyền sử dụng đất, thì mới lòi ra là cái nhà này cất lên chồng lên cái miếng đất của anh là bề ngang khoảng 4 mét, bề dài thì anh không nhớ nhiều nhưng mà 189 mét. Có nghĩa là Nhật muốn chia sẻ một cái câu chuyện này cho tất cả quý vị khán giả biết là tình cảm anh em khi mình còn ba mẹ thì nó luôn cái đông đầy cái tình cảm yêu thương gắn kết với nhau. Khi mà ba mẹ mất rồi thì rõ ràng là họ cũng chẳng quan tâm đến cái vấn đề cuộc sống cá nhân của mỗi một con người anh em với nhau. Thì em đang hỏi cái có nghĩa là khi mà mẹ mất đột ngột như vậy đó thì bắt đầu là khi người ta lấn đất của mình á thì mình anh em ở gần đó cũng không biết. Quan tâm, không biết, không thì biết, tòa án không biết hay là không quan tâm, không biết, không biết đúng không? Tại nãy anh nói là không quan tâm, không biết rồi đến khi mà cũng không quan tâm luôn nữa. Thì đó thì có nghĩa là em đang nói cái tình người, đúng cái rồi. Tình anh em buộc mình đó. Chứ phải mà nếu mà mình không phải là dòng họ thì em không nói. Thì cho nên là cái phần đất đó nó lấn chiếm, mà lấn chiếm có nghĩa là ngang cũng 3-4 mét đúng không? 4 mét đó. Rồi ngang 4 mét giống như nguyên cái nhà rồi. Nửa cái nhà. Mà cất nhà một cái nhà tiền tường kiên cố, làm một cái hàng rào kiên cố, làm một cái nhà tường, cái nhà đó giờ trị giá cả tỷ, cất lên cả tỷ á em. Nhưng mà nếu mình nè, bản thân của em thì em nghĩ là cái người chủ nhà họ lấn đất của anh á, họ sẽ biết. Họ sẽ biết, họ làm càng họ sẽ biết. Rồi họ nói là mấy mốt có lên trả tiền chứ gì. Nhưng mà cái câu chuyện này nó giống như là họ có lên nữa. Lên nhà má anh, lúc đó má anh còn sống, rồi lên rồi họ nói thì anh mới nói là không có lấy tiền. Tại vì anh đâu có cần mà bán đất nghèo khổ nhưng mà bán đất lấy tiền. Thôi bây giờ lỡ cất rồi thôi, bây giờ chị đi mua coi chỗ nào, thí dụ mua miếng nước 500-300 mét đất gì nó vòng vòng cái khu đó. Chị trả 189 mét còn nhiêu tôi. Là anh yêu cầu. Anh yêu cầu, người ta không chịu. Nhưng mà bản thân của anh, tại sao anh là một người kinh doanh, anh là người business, anh kinh doanh tất cả những khách sạn thì đầu óc của anh cũng là một cái người cũng rất là hiểu biết. Nhưng mà cái phần đất của anh từ cái ganh nào đến cái ganh nào anh không biết sao. Ở dưới quê á em, nó không có cắm ranh cắm đồ đâu. Rồi nó lâu ngày đó trời mưa rồi mới có cái mấy bờ nhỏ nhỏ thôi. Trời mưa nó trôi hết. Cỏ nó mọc tùm lên mình không nhưng có thấy. Nhưng mà hồi xưa bây giờ anh không biết cái ganh nhà đất của anh từ khúc nào hay sao. Anh biết chứ nhưng mà anh đâu có xuống đó đâu. Ủa anh có nghĩa là nó hơi bị mình hơi không có hiểu như mọi người. Tại vì cái ganh nhà của mình á thì đương nhiên là mình phải biết từ cái khoảng từ nè nè anh nói nè. Nhà của anh là nằm trên quốc lộ 50, 703 mét để trên đây ở, còn ruộng của anh á nó tới 2 mẫu đất. Còn khi người ta lấn, ruộng hay lấn mẫu hay lấn đó lấn lấn ruộng á. Người ta lấn ruộng. Lấn ruộng mà trên đó có cái nền, hồi xưa có cái nền là đất đó là cái lấn là đất thổ. Có cái nền sẵn thì người ta cũng có cái nền sẵn kế bên. Coi như là cái nhà mà người ta đang lấn là lấn cái phần ruộng chứ không phải là lấn cái phần mặt quốc lộ. Không có lộ, còn nó nói là lấn ở trong ruộng á, tức là một cái dây ruộng đó anh tới 2 mẫu đất đựng. Nhưng mà có cái thửa đó là có 1200 mét vuông. Người ta lấn nằm trên cái thửa đất đó. Thì đó là một cái câu chuyện mà nhiều cũng khá là bất ngờ, tại vì ở dưới quê đó cả nhà, thật sự mình phải nhấn mạnh cái từ ở dưới quê á là cái lòng tham của con người á, thật sự cái sự hiểu biết thì họ không có nhiều. Thì mình cảm thấy rất là mến và mình cảm thấy có một cái gì đó là mình cảm thấy rất là thương về những người dưới quê. Nhưng mà đụng đến tiền bạc hay đụng đến đất đai là chắc chắn trong lòng ai cũng muốn cái phần đúng như mình hết trơn á. Trong lòng ai cũng muốn cái phần đúng như mình, không bao giờ mà ai muốn một cái sự thiệt thòi hết trơn. Kể cả bản thân gia đình Nhật cũng vậy nè. Vừa rồi kể cả bản thân em cũng vậy, cũng vì một chút xíu một cái mặt đất mà chỉ chưa tới một gang tay nữa. Nhưng mà cái lòng tham con người nó vô đáy lắm. Nhưng em cũng không quan trọng chuyện đó, em có nói với ngoại em. Nên mà cái câu chuyện của anh á có nghĩa là đến khi người ta lấn cái phần đất của anh á ngang tầm khoảng 4 mét mà chiều dài thì anh chưa biết bao nhiêu, nhưng mà tổng diện tích là 189 mét. Thì bây giờ câu chuyện đó người ta đã trả lại đất cho anh chưa, hay là người ta trả tiền cho anh chưa? Bây giờ tòa án đang làm việc cái miếng đó, tại vì chia thừa kế đó, bây giờ nó dính có một miếng đất dính người ta cất trên miếng đất của mình. Thì bây giờ người ta mời mình về hỏi coi giờ cái chủ đất đó là giờ thương lượng coi như thế nào. Anh thì không có thương lượng, cất qua thì phải trả đất lại cho anh. Coi như là bây giờ anh quyết định là anh quyết định ngay lúc nãy thì anh có nói với em là bây giờ nếu mà ở gần đó họ bán miếng đất nào đó thì họ trả 189 mét cho anh. Đúng thì rồi, còn nhiêu trả. Còn nhiêu trả, thí dụ cái thửa đất là 500 thì còn nhiêu anh trả. Nhưng họ không chịu.
chủ nhà người ta lấn đất của anh, người ta không chịu, ta không chịu, hàng xóm đúng không? À đúng là rồi, người ta không chịu. À còn gia đình của anh thì anh em thì thống nhất làm sao? Anh em là chắc là anh quyết định sao thì anh em nghe vậy, tại vì cái 189 đất mét đất này nè, nó không có lớn, không phải một riêng một mình anh được, nhưng mà phải chia đều cho 7 người nữa. Sao này cái câu cái gia đình nó hơi bị rối rắm nha. Có gắm là ở chỗ là bây giờ là bây giờ có nghĩa là không, bây giờ có nghĩa là 7 người anh em của anh, à, má anh mất đột ngột đúng, thì có người người ta muốn, thay vì người ta hưởng được cái phần đó, người ta muốn nhường lại cho anh để làm cái nhà thờ tổ. Ừ. Và có người lại không có đồng ý cái đúng chuyện đó, giống như 7-7-3 thì có 4 người chịu, 3 người không chịu đúng. Thì bây giờ đến cái chuyện mà người hàng xóm người ta lấn đất của anh, đúng không? Người hàng xóm người ta lấn đất của anh thì tất cả anh em phải nghe lời của anh, là tại sao em chưa hiểu chuyện này? Tức là bây giờ á là do anh trong đó anh cũng có một phần tiếng nói, tức là bây giờ anh không có chịu mà trả đất, bây giờ phải làm sao trả lại cái đất đó cho anh để cho các chia đều cho các anh em này. Ủa làm sao không chịu trả đất rồi giờ phải đất nó phải chia đều, không trả đất là sao? Họ cất lấn qua bên mình này, họ thì phải trả. Họ phải trả chứ. Họ phải trả chứ em. Là họ không trả. Nhưng mà bây giờ họ xin là họ trả bằng tiền. Tiền theo cái quy định hiện tại bây giờ. Bệnh hiện tại bây giờ. Rồi nhà gia đình có đồng ý không? Rồi gia đình anh có người chịu người không chịu đó, có nghĩa là gia đình chịu người không chịu, còn bây giờ anh lại nói, có nghĩa là nó hơi bị lủng củng, anh lại nói là bây giờ tất cả anh em lại nghe lời anh khi mà anh yêu cầu là họ trả đất lại cho anh. Là sao, là có nghĩa là hơi bị rối khúc riêng này. Anh á, mấy người kia thì anh không cần biết như thế nào, nhưng mà riêng anh á là anh không chịu trả bằng tiền, anh không lấy bằng tiền, anh không chịu trả bằng tiền. Thì anh trả đất lại cho anh, nhưng mà anh em của anh thì cũng lại muốn đồng ý nhận tiền, mà anh lại nói là gia đình nghe lời của anh, là có nghĩa là bây giờ anh quyết định là lấy đất lại. Lấy đất lại nhà họ, tại vì họ anh vậy nè, không phải là sống á, là anh có sống anh cũng có tình nghĩa lắm em, nhưng hồi xưa mình nói người ta không chịu, mình đã lúc đó má anh còn sống đã nói người ta không chịu rồi, bây giờ họ cứ cương quyết là họ, nhưng mà họ trả tiền em á là họ trả một cái giá rẻ mạt, anh đâu có chịu đâu, để cho thi hành án ra họ định giá trả theo bức án của thi hành án hay sao á. Nhưng mà cái phần đất đó là giấy tờ hẳn hoi là má anh đứng tên, diện tích ngang dài bao nhiêu là nó đúng với cái sổ hồng đúng không? Đúng với sổ đỏ. Nhưng mà người ta vẫn cố tình người ta lấn ngang. Đúng rồi. Thì cái gia đình đó hiện tại bây giờ là họ có một cái động thái gì đó để họ cảm thấy là có thể là họ mua, hoặc là có thể là họ sẽ trả tiền, hoặc là có thể là họ thấy yêu cầu của anh là mua một miếng đất khác để mà trả lại 189 còn nhiêu là anh trả tiền. Đúng rồi. Thì họ lại chịu phương án nào? Họ nói là bây giờ họ trả là họ trả cái giá rẻ thôi, giá mà mắc đất giờ họ không có tiền trả. Ví dụ như trả 189 mét vuông này trả bao nhiêu tiền? 189 mét vuông vậy em tứ nhân 5 triệu mét gì? Không, mà họ trả là bao nhiêu? Họ không biết. À thì vấn đề là cá nhân đất ở bên ngoài thì mình kinh doanh mình biết là đúng nhiêu rồi. Mà mình yêu cầu cái giá đó chưa chắc ta đã chịu. Đúng rồi, họ không chịu. Nên đó là cái câu hỏi mà thì giờ họ không chịu thì nếu mà trả đất cho anh là phải 5 triệu đồng mét vuông theo đất hiện hành. Là giờ nhận là giờ là giờ gần 1 tỷ. Nhưng mà bây giờ họ không chịu á thì họ đập cái nhà họ trả đất lại cho anh. Nhưng mà thật sự cái câu chuyện của anh Hiếu á thì nói chung là gia đình nội bộ anh em á nó rối lắm em anh ơi. Em hơi bị không, anh em nó hơi bị rối rắm à. Là vì cũng vì đồng tiền, thật sự cũng vì đồng tiền thôi chứ không em đúng rồi, đồng tiền không à. Chu vi diện tích tóm lại nó cũng vì đồng tiền. Nhưng mà qua cái câu chuyện này mình cũng muốn nói mình không hiểu lý do tại vì sao mà ở dưới quê lại họ có một cái sự tham lam vậy đó, có nghĩa là tham lam mà đến mà lấn mà bốn mét mà dài không biết nhiêu, chắc 20-30 vậy đó. À sao anh nói nè, anh thấy ở đâu cũng tham lam vậy chứ không có cần dưới quê nữa. Không, bây giờ ở đâu anh thấy cũng vậy em ơi. Ở đâu cũng vậy nhưng mà mỗi một cái chỗ nó có một sự tham lam khác nhau. Ở dưới quê là bản thân em là từng gia chạm vì cái vấn đề đất đai mà nhà mà giáp ranh với nhau với hàng xóm á. Một tấc đất người ta cũng muốn giành lại quyền lợi nữa anh, chứ không phải là một tấc đất anh chết chưa chắc anh đã chôn được đó, nó thẳng luôn. Mà anh giành anh giữ cũng chưa làm gì được gì luôn á, tại mình sống mình phải có cái hậu đó là cái điều quan trọng. Nhưng mà ở đây gia đình anh thì em nghĩ là cái gì nè, anh thì là người kinh doanh lớn lên, anh lớn lên tại Gò Công và anh làm ăn kinh doanh tại Sài Gòn, mà đất mẹ anh mất mà anh em người ta lấn đất người ta cất mà không biết, đến khi mà dành tiền bạc thì có nghĩa là người ta lại, anh em của anh lại muốn là ăn đồng chia đủ. Em có nghe cái câu là giàu cha giàu mẹ thì ham, giàu anh giàu chị ai làm mới ăn không? Cái câu đó thì câu đó là muôn đời nó đều có mà. Nó đều có và đến thời điểm hiện tại bây giờ em thấy câu đó là nó áp dụng rõ ràng luôn á. Cha mẹ lúc nào cũng thương con cái và cũng lo lắng cho con cái một con đường đi tốt đẹp. Đến khi cha mẹ mất rồi thì
mỗi một người đều có một cái gia đình, mỗi người đều có một cái cuộc sống riêng, lúc nào họ cũng muốn cái phần lợi, cái phần thắng gì mình. Riêng cá nhân em nha, em nói có trời, tại vì em là con của đạo, em là đạo Phật nên em có pháp danh, em không thể nào nói láo. Riêng cá nhân bản thân em nói riêng nữa nha, còn xã hội nói chung thì em không biết, mỗi người quan điểm. Em chỉ mong cầu á là nhà em được có ba anh em. Thật sự đôi khi em rất là nóng trong cái việc là nói chuyện với lại gia đình của em. Nhưng mà em chỉ mong cầu một điều nè, các dì, các cậu, mẹ của em luôn luôn chan hòa cái tình yêu thương. Dù ngoại hoặc là các mẹ, các ba của các dì, các cậu không còn á, nhưng mà em nghĩ là cái điều đó nó hơi bị xa vời lắm anh. Có nghĩa là họ chung tay yêu thương đùm bọc nhau á, nó xa vời lắm. Đến tại vì biết sao về lần sau không, nó không có một cái sự gắn chặt bền bỉ giống như là mình anh em mình phải nuôi nhau. Ừ, hôm nay mày đi học có tiền cho tiền, hoặc là hôm nay mày đi làm thấy làm sao, nếu mà tháng này mày không có tiền này kia nọ cho chút đỉnh này kia, cái đó là anh em luôn có một cái sự hỗ trợ nhau. Không có đâu nghe, không, cây ngã là khỉ rã đàn. Đến khi mà cái người dưng mà họ lọt vào giống như là dâu nè, đúng rồi, em ghế nè, anh ghế nè, sử dụng đó, thì cái lòng tham trong con người nó lại trỗi dậy. Và bây giờ anh sống với ai? Hiện tại là anh đang, ví dụ như anh có vợ thì anh sống với vợ, thì vợ nói là anh phải nghe. Hoặc là người phụ nữ mà có chồng, thì bây giờ chồng nói là bây giờ nhà mày giàu quá, bây giờ em phải làm gì, em phải làm này nè, tôi là rể con, tôi là dâu con, tôi không được quyền nói cái điều đó. Mình là người trong gia đình, mình có thể lên tiếng, mình bảo vệ để mình lấy chút phần lợi về mình. Nhưng mà bản thân cá nhân của em nói thật với anh, em không có mưu cầu cái chuyện đó. Em nói thật sự, không phải nói để mình lấy lòng thương hại của mọi người xung quanh. Không phải mình để nói để mình cảm thấy là mình là một cái người là quá tốt. Em cũng chưa hoàn toàn là người tốt đâu anh. Nhưng mà mình cảm thấy mình sống sao mà lương tâm của mình cảm thấy vui vẻ là được. Chứ không phải là mình cứ đấu đá nhau vì cái đồng tiền, mình đấu đá nhau vì những cái miếng đất của ông bà tổ tiên để lại. Anh có cái suy nghĩ giống như em. Đất của cha mẹ tạo ra, mảnh đất đó đã cho mình khôn lớn, ăn học để nên người. Và dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng phải giữ lại đó làm kỷ niệm cho ông bà, để cho anh em có thể là đám giỗ đám quẩy để mình tụ họp lại với nhau. Đó là một cái điều rất là tốt. Em cái điều đó em rất tốt, mặc dù em còn trẻ nhưng mà cái suy nghĩ em rất là già. Riêng cá nhân em, ngoại em cũng vậy, ngoại em cũng vậy đó. Ngoại em dành dụm từng đồng từng cắc để mua được một cái miếng đất để xây dựng một cái gia đình cho các cậu các dì ở. Thì ngoại em nói là ngoại em không có tiền cất nhà, nên là em đi dành dụm ở trên Sài Gòn, em đi làm kiếm tiền, em mới dành được một số tiền ít ỏi, em sửa nhà lại cho ngoại em trên cái mảnh đất của ngoại em, để cho ngoại em có được một cái chỗ được gọi là che mưa che nắng để nó an toàn về cái tuổi dì già. Nhưng mà thật sự trong gia đình thì cũng có một số cậu dì là không muốn, tại vì họ nghĩ em sửa sau này em sẽ dành. Chứ em không dành, tại vì em nói đây là cái miếng đất của ngoại, bao nhiêu kỷ niệm, ngoại trả từng đồng bạc, từng lon gạo để mua miếng đất đó, không thể nào mà ai vô đó sang bán được. Mình không có điều quyền sang bán cái điều đó. Mình trên có trời, dưới có đất, lương tâm mình làm tất cả những cái chuyện gì á đều có hai bên gia giác mình ta chứng kiến chân à. Mình đừng có sống theo cái kiểu là buông thả và nó trái với luân thường đạo lý. Mỗi gia đình đều có một cái hoàn cảnh khác nhau, đều có một cái sự tham lam khác nhau. Em nói là giống như anh Hiếu đang nói là có nhiều nơi tham lam, có nhiều nơi tham lam theo một cái cách suy nghĩ khác nhau. Còn khi mà em ngày hôm nay sẵn cái câu chuyện của anh đó, đó cũng là một trong những cái sự lan tỏa về cái tình cảm anh em trong gia đình. Anh có nghe cái bài Thua Một Người Dân chưa? Anh em một nhà mà còn đá nhau, huống hồ chỉ là người dân. Tại vì em á thuộc cái tiếp người á, đôi khi họ nhìn em với một cái cách bên ngoài là em nói rất là nhiều. Em nói rất là nhiều. Người ta sẽ ngại tiếp xúc với em, người ta sẽ cảm thấy em là một cái người quá lanh, quá hiểu biết, nên người ta sẽ sợ. Cho nên là họ sẽ có một cái nhìn nó không mấy thiện cảm đối với em. Nhưng mà em dám khẳng định với anh, cuộc đời em sinh ra và lớn lên tại quê hương Cần Thơ, em đặt chân lên Sài Gòn, em sống 11, 12 năm nay, em chưa bao giờ bất kỳ mượn tiền ai để mà đảm cảm thấy là mình có cái lương tâm mình nó không có rai rứt. Thứ hai, em rất là bản lĩnh khi em sống. Không phải là ngày hôm nay em làm những cái YouTube hay là những cái vlog em chia sẻ về đời sống bình thường mọi người em nghĩ em làm YouTube. Không, em còn có một công việc khác để em làm mưu sinh với cuộc sống của em. Đó là một cái hình ảnh mà bản thân của mình có một cái tiếng nói theo cách suy nghĩ về cái quan điểm của em. Nên đâm ra là
đôi khi họ cứ nghĩ làm YouTube để kiếm tiền, nhưng YouTube nó chỉ một phần để cho em kiếm tiền săn cộ này kia, để em làm những cái mà thỏa sức đam mê của em. Bây giờ anh hỏi nè, theo như em á, thì giờ người ta cất lấn qua đất của anh 189 mét đất đó, thì giờ tòa án có xử là trả đất lại cho anh hay không? Thì đó là cái câu chuyện mà riêng cá nhân của em, còn nói chung về cái câu chuyện của anh á, nói chung về cái câu chuyện mà của anh, em không phải là người trong cuộc đó, nhưng riêng cái quan điểm của em á, thì bản thân anh là một cái người cũng có một cái trái tim thiện lành khi anh giúp đỡ mọi người xung quanh, thì cái lòng tham của con người đó, họ đã quá tham khi họ lấn đất của gia đình mình, thì anh cũng xử lý theo cái cách là đất đó lấn bao nhiêu tiền quy ra, mua gần đó quy trả lại anh, nhưng mà hồi xưa họ không chịu. Anh đang nói em thì em phải để em nói, em nói ý kiến của em, chứ giờ anh nói vô thì tự nhiên nó lại đi theo một hướng khác nữa rồi. Thì em đang nói là anh là một người có một cái trái tim khi giúp đỡ mọi người, thì bây giờ cái phần đất họ đã tham, họ đã lấn phần đất của anh rồi, đúng không? Thì tính nhà cửa họ cũng đã cắt xong hết trơn rồi. Đất rồi. Thì hôm nay mình đâu có thể nào mình đập nhà của họ mình lấy đất lại. Thì mình phải thương lượng với họ là bây giờ ví dụ như giá trị hiện tại của bất động sản giá tiền bao nhiêu, quy định ra 189 mét vuông là bao nhiêu tiền. Thì họ đồng ý. Thì họ vẫn giữ được cái phần nhà đó của họ. Đúng rồi. Còn nếu như mà họ ngoan cố, họ không có làm cái điều đó để mà cảm thấy nó hợp lý theo cái thực tế, thì bắt buộc là mình phải lấy đất lại thôi. Rồi, ok. Tính anh cũng vậy đó. Anh quyết định vậy đó. Còn nếu mà không ấy là còn anh lại có một cái điều tốt hơn nữa là anh nói là ở gần đó người ta kêu một miếng đất là 300 mét vuông, thì bây giờ 189 mét vuông đó là họ trả tiền phần đó. Người ta trả 108 mét, 9 mét còn nhiêu anh trả? Còn một trăm hai mươi mấy mét đó, một trăm mười mấy mét đó thì anh trả 8 triệu. Cái điều đó là anh cũng đang theo một cái trạng thái là dĩ hòa vi quý để có một cái tình làng hàng xóm với nhau, mặc dù bản thân mình không vui tại vì đất của ông bà mà giờ người ta lấn người ta cắt như là mình cảm thấy mình rất là khó chịu. Mà đâu phải mà anh kêu miếng mua miếng đất đó trên mặt tiền đâu, miếng đất của mua đó nó còn trẻo hơn trong miếng đất của anh mà đang cất lấn. Cho nên thứ nhất là cái tình người ở đây là tình anh em nè, em đang nói về cái nội dung mà em đang nói về cái kết của cái video ngày hôm nay. Thứ nhất là cái tình cảm anh em nó không hoàn toàn giống như mình suy nghĩ khi mình còn ba mẹ và cái độ tuổi mình còn nhỏ. Khi lớn lên rồi có gia đình, ai cũng có suy nghĩ riêng, cái sự tham lam trong con người lúc nào cũng có, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ở dưới quê họ luôn tranh giành lợi nhuận cái gì họ cũng muốn bản thân mình, đặc biệt là đất đai. Mà lỡ mà mình có dính chùm với lại hàng xóm láng giềng á, thì bây giờ mình nên cân nhắc cái việc là phải rào ranh, phải nhờ địa chính vô đo đạt đất đai mình gào lại hết. Mặc dù mình tốn tiền trong cái khoản đó, nhưng mà mình cảm thấy cái hậu vận về sau mình an lòng, vui. Cái điều thứ ba nữa đó là em nghĩ là cái cách giải quyết nó hả, cái điều thứ ba, cái câu chuyện mà ngày hôm nay á, mình muốn lan tỏa cái hình ảnh để cho mọi người biết gia đình mỗi người mỗi cảnh, mỗi cây mỗi hoa nó không hoàn toàn giống như ai, nên anh cũng rất là mạnh mẽ lên đi cũng được, cũng đừng có gì buồn phiền hay là muộn phiền. Nguyên là tại vì tòa án mời hoài anh không có thời gian đi, với anh mệt mỏi quá. Rồi những người anh em kia thì sao? Mời hết, tất cả mời hết, tất cả bảy anh em phải có mời hết, có mặt hết, tại vì đưa nó là thuộc dạng di sản thừa kế. Mà câu chuyện mình xảy ra bao lâu rồi? Hai năm mấy rồi. Hai năm mấy, nhưng mà tại sao giấy tờ ở nhà có hẳn hoi mà tại liên quan đến tòa án mà phải làm lâu vậy? Tòa án kéo dài, còn một cái vụ án này còn 4-5 năm em, tại vì thừa kế nó khó lắm. Đâu thì bây giờ cái điều quan trọng là bảy anh em của anh đã thống nhất rồi, nhưng mà cái phần đất người ta lấn chiếm mà giấy tờ mình có hẳn hoi, tại sao mà cứ để mấy năm trời vậy? Tại vì tòa án nó đang xử về cái phần mà di sản thừa kế của mình, mới đo ra lòi ra miếng đất của người ta cất dòm của bên mình. Thì tại sao mà những anh em của anh không thống nhất với nhau là giải quyết cái vụ đất người ta lấn nhà trước đi? Thì bây giờ tòa án đang giải quyết đó. Cái gia đình này nó hơi rối rắm là tại sao bây giờ không thống nhất để mà mình triệt để cái phần đất người ta lấn qua gia đình của mình, rồi sau đó mình hãy chia di sản đến cái phần anh em ở trong nhà. Như vậy nên nó quá lẹ, nó quá nhanh. Không, phải để tòa án làm mới được em ơi. Không, tòa án làm mới được. Nhưng mà bây giờ anh có điều kiện, tại sao anh không có đứng ra là bây giờ ví dụ như cái phần đất đó là bao nhiêu tiền á, là quy định ra trong gia đình có một cái chút xíu gì đó cảm thấy là tình thương mến thương, thì thay vì 5 triệu mét thì trong nhà thì anh chia là 2 triệu mét, ví dụ vậy, thì anh trả cái phần tiền đó cho những người anh em của anh để mà anh giữ cái phần đó cho gia đình của anh, cho má anh, cho ba anh vui. Nhưng mà cái anh có suy nghĩ gì đó chưa? Không, anh không muốn. Muốn chia nhiều chia chứ anh không muốn lấy lại. Giờ anh có dư 1.000 tỷ anh cũng không lấy nữa. Thì tại vì anh không muốn thôi. Anh đi muốn đi mua cái khác. Nhưng mà anh cảm thấy gì nó có hơi tiếc nuối không? Không.
Đây là tiếc nuối tại không, cái phần nói. đất là của ba mẹ anh dành không. dụm. Anh chia xong rồi anh sẽ đi mua gần đó một mảnh đất, anh về anh cất một cái nhà nhà thờ lên. Còn nếu mà anh không về được thì anh thuê người ở tháng ở đó. Nếu mà làm vậy thì em cảm nhận có nghĩa là cái tình cảm anh em nó không còn bền, không có bền gì đừng đâu, đã bích lòng mấy năm nay từ khi má anh chết đã bích lòng rồi. Nó bền lâu mà. Bây giờ đâu có nhìn mặt nhau đâu em. Nhưng mà tự nhiên đâu có nhìn, đâu có nhìn mặt, đâu có nhìn mặt nhau. Quý vị dạ. Đất của ông bà cha mẹ thì mỗi người nhường nhịn nhau chút xíu đi. Ủa nhưng mà anh em của anh là 7 người. Ê anh nói nghe nè, em biết anh em ghét anh là gì không? Anh giàu quá hả? Ghét anh chỉ có tội anh giàu thôi. Chỉ vậy thôi. Ủa anh em ruột mà đâu phải, có phải anh ruột không? Ghét là tức là mượn không cho ai ghét. Rồi mà mượn cho thì không trả. Ủa vậy nhưng đó. Mà gia đình anh, 7 anh em của anh là tất cả mọi người đều có nhà cửa riêng không? Ai cũng có nhà cửa riêng, ai cũng có nhà cửa chứ. Không có ai mà nói chung là hợp lét hết trơn. Có khó khăn không? À, có ông thứ ba khó khăn. Khó khăn này khó là khó theo tụi anh thôi chứ không phải là khó ngoài xã hội mà để cho xã hội giúp đỡ. Khó là so ra với anh á, với chị hai anh rồi kia nọ. Là mấy người nhưng kia. Mà nói chung là nhà anh á, nhà anh mà nói mà có tiền là trong gia đình nha, giàu nhất là bà chị thứ hai. Thứ hai giàu nhất. Ơi. Còn anh không có cái màn gì hết trơn á. Trời. Ta nói anh có like nào hết trơn á. Ta nói cái câu chuyện mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người á, nó hơi bị rối của cả nhà. Rối mà anh ơi, cái gia đình em là anh mà em nghe riết em thần kinh luôn á. Không nhưng mà nói chung là cũng hơi bị nhức đầu với lại cái câu chuyện này á. Chốt lại một cái điều là lòng tham con người. Ừ. Anh phải nói công nhận gì đó không? Đúng rồi, ai cũng vậy em. Không, thì... không phải là ai cũng với vậy. Hồi xưa á, là em nói cho anh nghe, em nghe nè, đây là anh cũng chia sẻ chút xíu. Hồi xưa đất với anh không có bao nhiêu tiền chứ. Đâu. Bây giờ đang đền vô quy của anh. Anh ơi, em đang nói anh nghe nè. Có nghĩa là em biết rồi. Nhưng mà tóm lại cái clip ngày hôm nay á, chốt là một cái câu lòng tham con người, kể cả em xin lỗi nha. À, vậy. Ai cũng có lòng là... tham, anh cũng có lòng tham. Không phải là ai, không phải là ai cũng có lòng tham. Anh có. Em đang nói trong câu chuyện của anh. Anh không có nói người ta được, tại vì lòng tham của mỗi người theo một cách riêng. Còn khi anh kể gia đình của anh là em nói cái video này là kể về cái lòng tham của con người. Nhưng mà nếu mà em đăng video lên thì gia đình dòng họ anh có hiện trách gì không? Đây là tôi là nha Nguyễn Trọng Hiếu, ở sinh ra và lớn lên tại thị xã Hòa Công. Những lời tôi nói gì là hoàn toàn đúng sự thật, tôi chịu trách nhiệm trước những gì tôi nói. Còn những thâm cung bí sử rất là nhiều nữa, nhưng mà Hiếu không thể đem lên đây nói nữa. Nhưng nếu mà nói ra rồi thì cũng không biết như thế. Nhưng mà những gì Hiếu nói, anh em chú bác cô chú gì đó là dòng họ đó đều biết, thì có xem được cái clip này đi. Đây là chỉ 10 phần đó. Anh chỉ nói được có nửa phần tí xíu thôi, chưa được một phần nữa đó. Rồi ok, nếu nói gì thì em cảm tôi thấy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu những gì sai trái hay là tôi nói cái gì sai. Nhưng mà em sẽ đăng lên cái video trên cái kênh của em nha. Ok. Nếu mà một ngày nào đó là anh chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ví dụ như mà ok, nếu nói gì thì cái điều đó em sẽ chia sẻ để cho mọi người hiểu hơn. Nhưng mà cái ok thì thôi, bây giờ cái video này chốt lại một cái câu là lòng tham con người, kể cả anh em ruột thịt cũng vậy. Mà cái tình làng nghĩa xóm thì ở dưới quê cái sự tham lam về đất đai chắc chắn một điều là không bao giờ chạy khỏi. Riêng Nhật cũng bị rồi. Thì em rất là cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã có một chút xíu mũi lòng khi mà nhắc về má của anh. Và cảm ơn anh đã cho. Đúng rồi, tại vì vậy nè, khi mà nhắc tới má anh là anh không có kìm được. Tại vì anh là má anh á, trên cuộc đời này chỉ có má anh là số 1. Anh có thể mà anh có thể giảm 20 tuổi thọ để cho má anh sống thêm được 20 năm nữa, anh cũng đồng ý. Và cảm ơn anh đã có một buổi chia sẻ để cho mọi người hiểu hơn một chút xíu về cái góc cạnh của mỗi gia đình. Mỗi gia đình nó kiểu một góc cạnh mỗi gia đình nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tại vì biết sao không? Anh với má anh nó giống như môi với răng vậy. Rồi. Nói chung là kể tới sáng cũng không hết. Đúng gì rồi. Gia đình của Nguyễn Trọng Hiếu mà đừng có khơi động, mà em cứ khơi động mà em nhắc tới má anh là tự nhiên cái trong trái tim anh nó giống như 1000 mũi thì tim mà cũng... nó đâm vô trái tim anh và nó bóp trái tim mình nó đau vậy đó. Thì ai cũng vậy anh ơi, thì nói chung là mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cây mỗi hoa, thì đâu có ai tốt đẹp hoàn hảo được anh. Nếu mà cuộc đời này mọi người hoàn hảo hết thì xã hội đâu có những người mà tham sân si, đúng mà, không? Mà nếu như mà má anh mà không có mất anh đâu có khổ như thế này, anh không có khổ tâm mà. Thôi má hoài à. Thôi cảm ơn mọi người đã xem video nha.